Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với NTV với Ký sự Trách Nét. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm một cái cyber game được rất nhiều anh em đánh giá là có dịch vụ, có service và có đồ ăn là tốt nhất Hà Nội. Ok, không dài dòng thêm nữa, bắt đầu thôi. Cyber game mà hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm là Gaming X ở cơ sở Thái Thịnh với địa chỉ là 909294, 3 số nhà trong một quán luôn. Ok, vào xong nhá. Đây, ngay khu vực tầng 1 thì sẽ là khu vực bàn tiếp tân quầy để chúng ta có thể thanh toán tiền, nạp tài khoản, gọi đồ dịch vụ. Hoặc là anh em có thể ngồi ở ngay sofa ở đây, chill chill ngồi chơi game mobile chẳng hạn. Ở cơ sở Gaming X Thái Thịnh này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 170 máy được chia ra làm hai sàn. Ở đây thì là khu vực sàn tầng 1 là Zone N. Đại khái thì cấu hình thì nó sẽ là i3-12100F và kèm theo đó là con card màn hình GTX 1660 Super. RAM thì sẽ là 16GB và với tất cả đều là màn 144 inch, có đủ hai kích thước là 24 và 27 inch. Ok, lên tầng 2 nhé. Đến với khu vực tầng 2 thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 zone máy được chia ra làm rất nhiều cấu hình như kiểu là dàn X này, dàn V, phòng stream hay là khu vực couple, và kia thì là khu vực tự đấu. Nên là chúng ta sẽ từ từ đi lần lượt từng khu một nhá. Khu vực đầu tiên trên tầng 2 là khu vực G zone. Đại khái thì cấu hình ở đây thì chúng ta sẽ có là con i5-10400, card màn hình RTX 2060 16GB RAM và một cái màn hình 27 inch HKC 144Hz. Đó, với các bạn là vậy. Gear thì chúng ta vẫn sẽ có những cái món rất quen thuộc, bàn phím DUEK 1280 này, chuột Logitech G102 này, tai nghe thì cũng là DU luôn. Về ghế thì chúng ta cũng tương tự như các dàn máy khác, thì chúng ta vẫn sẽ có một cái ghế gaming chân quỳ có đủ những tính năng như kiểu là ngả lưng này. Đó, để bạn có thể tùy chỉnh những cái góc độ, những cái tư thế ngồi mà các bạn mong muốn. Có một điểm nữa ở khu vực G zone này khác biệt so với cả tất cả những cái zone khác ở trong quán ấy, đấy là cái cách bố trí máy. Thì ở khu vực G zone này, tất cả những cái bộ máy chúng ta sẽ được chuyển lên đầu chứ không còn để dưới gầm chân nữa. Nên là khu vực để chân ở đây chúng ta sẽ rất là rộng rãi và thoải mái, không bị nóng, không bị bí chân. Để như này thì trông nó cũng thoáng mát hơn, máy nó cũng sẽ rất là nhiệt hơn và hiệu năng nó cũng sẽ cao hơn. Khu vực tiếp theo ở đây thì sẽ là khu vực dàn X zone. Về cấu hình khu vực dàn X zone này thì chúng ta sẽ có con chip đấy là i5-12400, các màn hình là RTX 3060 Ti. Về màn hình ở đây thì chúng ta sẽ có một mã màn hình đấy là con Asus XG258 với tần số quét là 240Hz và độ phân giải là Full HD. Về ghi ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mã bàn phím size TKL 87 phím đến từ Dugod và kèm theo đó là một con chuột Zowie EC2A. Tai nghe, chúng ta sẽ có một mã đến từ Daewoo với mã là EH925. Về chất lượng ghi ở khu vực này đi, mình cảm nhận như là đây là ghi từ một cái cơ sở cũ chuyển sang, đã được vệ sinh lại đương nhiên rồi. Thế nên là chúng ta sẽ nhận ra một số những cái điểm nhiều là con Zowie trên tay mình chẳng hạn. Vệ sinh thì không có vấn đề gì cả, họ vẫn rất là chăm chỉ lau dọn các thứ. Thế cơ mà nó đã bị bóng, nó đã bị xuống cấp do một thời gian dài sử dụng rồi. Và điều này thì nó cũng xảy ra tương tự với cả bàn phím luôn. Cái phím của khu vực bên phải này, nó ít được bấm hơn ấy, thì nó sẽ vẫn còn cái độ nhám của mặt phím. Thế nhưng mà những cái cụm phím như kiểu là WASD ở đây thì chúng ta đã nhận rõ cái độ bóng qua thời gian dài sử dụng rồi. Thế nên là chắc là trong một thời gian ngắn nữa, mình mong là Gaming X sẽ thay thế những cái linh kiện có thể hao mòn này để đem lại một cái trải nghiệm gọi là tốt nhất cho anh em game thủ nhá. Còn về cấu hình thì mình nghĩ là với cái i5-12400 cộng với 3060 Ti thì anh em có thể chơi được đại đa số những cái game FPS, những cái game eSports mà anh em hay chơi ở ngoài server game rồi. Tiến sâu hơn một chút vào quán thì chúng ta sẽ có khu vực dàn máy là dàn máy V. Về cấu hình ở dàn này thì chúng ta sẽ có con chip đấy là i5-10400 và kèm theo đó là mã màn hình RTX 2060 Super. Màn hình ở đây thì chúng ta sẽ có một mã màn hình đến từ Asus với độ phân giải là Full HD, kích thước 27 inch và với tần số quét là 165Hz. Tương đồng với cả các khu vực dàn máy ở tầng 1 thì chúng ta vẫn sẽ có những cái bộn ghi như kiểu là chuột G102 này, bàn phím DUDK1280, EK1280 và với tai nghe thì vẫn sẽ là mã DUEH925, rất quen thuộc. Với một cái cấu hình như thế này thì anh em thoải mái có thể chơi trên một cái màn 165Hz, không có vấn đề gì cả. Khu vực tiếp theo được xếp riêng ra một chỗ, đây là khu vực thi đấu hay còn gọi là dàn T. Về cấu hình cơ bản thì ở đây chúng ta sẽ dùng con chip đấy là con i7-12700 và kèm theo đó là màn hình RTX 3070. Đương nhiên rồi, khu vực thi đấu mà, đương nhiên sẽ được ưu ái hơn về mặt cấu hình mạnh mẽ. Với ghi ở đây chúng ta vẫn sẽ sử dụng một cái màn hình giống với cả khu vực dàn X là con Asus VG258 Full HD 24 inch 240Hz. Gear Zowie EC2C. Với bàn phím, chúng ta sẽ có một mã bàn phím full size đến từ Dugod với mã là V104. Với các bạn thì đây là một con bàn phím full size và sử dụng switch là blue để anh em có cảm giác là cơ học nhất, gaming nhất. Tai nghe thì chúng ta sẽ dùng một cái mã tai nghe rất quen thuộc ở những cái cyber game dàn thi đấu, đấy là con HyperX Cloud 2. Với cái mã tai nghe này thì chúng ta có luôn cả sound card đi kèm để các bạn có thể điều chỉnh những cái âm thanh giải lập 7.1 nếu như em muốn. Đó. Về ghế ngồi thì để có thể đem lại một cái góc ngồi đa dạng nhất, tiến lùi nâng hạ xong là ngả ngửa, thì chúng ta ở đây sẽ dùng một cái mã gaming chân xoay.
đó, thì cái tính cơ động, cái tính linh động nó sẽ cao hơn, và tất nhiên là vẫn giữ lại cái tính năng là ngả ngửa lưng để anh em có thể điều chỉnh tùy theo cái nhu cầu của anh em mong muốn. Khu vực tiếp theo mà chúng ta đang ngồi thì là phòng livestream của GameX Thái Thịnh. Về cấu hình ở đây thì chúng ta sẽ có một con chip đấy là i7-12700F và các màn hình RTX 3070. Đây là phòng thứ hai, và phòng đầu tiên thì chúng ta sẽ có cấu hình mạnh hơn một chút, đấy là 12700F và là 3070T. Đó, về RAM thì tất cả đều là RAM 32GB. Về gear cũng như là màn hình ở đây thì như thế nào? Chúng ta sẽ có hai cái màn LG với kích thước là 27 inch và đều là màn hình 2K 144Hz. Có một điểm khá thú vị ở đây ấy, đấy là mình thấy cả hai màn này thì đều được gắn AM hết, nên là chúng ta có thể thay đổi thoải mái cái vị trí của màn hình tùy theo cái setup mà anh em muốn chơi game. Ví dụ như màn 1 là màn chơi game của anh em ấy, thì anh em sẽ có thể là kéo gần hơn, kéo xa hơn, hạ cao, hạ thấp để có thể tiện chơi game nhất. Và màn 2 là màn để anh em điều chỉnh OBS, đọc chat, thì anh em cũng có thể điều chỉnh nó một cách rất là linh động và dễ dàng. Đó. Về kia thì ở đây chúng ta vẫn sẽ có một con chuột đấy là Logitech G102. Đúng ra thì với phòng livestream, với một cái phòng mà có mức giá cao hơn, thì mình sẽ mong chờ có những cái mã gaming gear nó cao cấp hơn một chút, như kiểu là con Zogi EC2C chẳng hạn này. Đó, giống như là phòng livestream, à giống như là phòng thi đấu ở phía ngoài. Đó, về tai nghe ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mã tai nghe trông rất là phi công. Và bàn phím thì cũng giống như là dàn thi đấu ở ngoài, chúng ta vẫn sẽ sử dụng cái mã bàn phím đấy là Dugod V104 Full Size Blue Switch. À đâu? Ồ, khác biệt một chút nha. Vẫn là cái mã bàn phím Dugod đó, thế nhưng mà ở trong phòng livestream thì chúng ta sẽ chuyển sang dùng switch, đấy là Red Switch, Lightning Switch. Vì đây là một cái điểm mà mình thấy khá hợp lý. Tại vì trong phòng livestream thì anh em sẽ cần phải nói chuyện, sẽ cần phải giao lưu chẳng hạn, thì cái tiếng bàn phím nếu như dùng Blue Switch ấy, nó sẽ khá là ồn và ảnh hưởng. Thế nhưng mà Red Switch như thế này thì ngon lành rồi, không có ý kiến gì cả. Đó. Trong phòng ngoài những cái thiết bị chơi game ra thì chúng ta sẽ còn có vài cái phụ kiện trông khá là hay ho, như kiểu là một cái máy xông tinh dầu này, làm cho tổng thể phòng sẽ có một cái mùi dễ chịu hơn. Và ghế thì chúng ta vẫn sẽ dùng một cái mã giống như ở dàn thi đấu, chúng ta sẽ có một cái mã gaming thân xoay để chúng ta có thể thoải mái di chuyển đi lại. Màn hình thì ngoài những cái điểm để mà hiển thị ra thì chúng ta vẫn sẽ có những cái phụ kiện gắn kèm, như kiểu là một cái đèn màn hình G-Line này để chúng ta có thể dùng thời gian dài mà không gây ra tình trạng mỏi mắt, và một cái webcam. Đương nhiên rồi, phòng livestream thì chúng ta sẽ phải có webcam. Mã webcam mà chúng ta sử dụng ở phòng này đấy là con Logitech C922. Đây thì là một cái mã mà rất nhiều anh em livestream, những anh em streamer tại nhà mà không sử dụng máy ảnh cũng đang sử dụng, nên là chất lượng không có vấn đề gì cả. Về ánh sáng đi, mình thấy là mặc dù không có quá nhiều đèn, như gọi là đèn quay, đèn chụp chuyên dụng, thế nhưng mà cái cách mà GameX ở đây họ làm trần ấy là một cái tấm gương phản chiếu, thành ra ánh sáng trong phòng nó được đánh rất là đều và mịn. Không biết là trên livestream thì thế nào, để mình thử luôn nhá. Và đây là chất lượng camera của phòng livestream GameX Thái Thịnh. Nói chung là với điều kiện ánh sáng như thế này thì mình nghĩ cũng khá đủ để anh em có thể livestream và chơi game một cách ổn. Tất nhiên thì không phải quá nét, nếu như anh em muốn quá nét thì anh em phải đương nhiên sử dụng những cái hệ thống nó phức tạp hơn, sử dụng máy ảnh chứ không phải là một cái webcam như thế này. Đó, muốn điều chỉnh thì hạ nó xuống một chút, các thứ. Đó, như là chẳng hạn này. Đó, ok. Gear, chuột, phím, màn, tai, ổn. Về không gian, đúng rồi, về không gian một điểm đi. Ngoài cái điểm đầu tiên như mình vừa nhắc ở trên trần ấy, đấy là trần chính là một cái tấm gương phản chiếu ánh sáng, thì xung quanh của chúng ta được làm theo cái tông tổng thể là màu xanh biển theo logo của GameX, khá là mát mắt và trông nó cũng khá là khác biệt so với cả những cái phòng livestream khác của những cái cyber game khác. Cái độ nhận diện của cái thương hiệu ấy, cũng có hơn một tí. Về mặt hiệu năng, mình có test thử tựa game là CS2, tựa game hot nhất trên Steam hiện tại. Bắt đầu với dàn G, chúng ta sẽ có con số FPS rơi vào khoảng từ 150 cho đến 180 tùy map, tùy môi trường. Và con số này thì cũng khá phù hợp để chơi trên một cái màn hình 165Hz. Tất nhiên, nếu như anh em có muốn những con số FPS nó cao hơn, tần số quét màn hình cao hơn, thì chắc chắn rồi, dàn X hay dàn V sẽ là những dàn có tần số quét cao hơn và kèm theo đó là hiệu năng cao hơn, đẩy được con số FPS chúng ta lên hơn 200 hoặc thậm chí là 300 nếu như anh em ngồi dàn thi đấu và phòng livestream. Cuối cùng, dàn N. Dàn này thì mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp hơn với những em nào chơi game MOBA, chơi những tựa game nhẹ nhàng như kiểu là Valorant, LOL hay là FC Online. Đến với khu vực máy cuối cùng, khu vực máy couple, thì chúng ta sẽ test thử phần dịch vụ và cũng như là giới thiệu luôn phần khách mời bí ẩn ngày hôm nay nhá. Và khách mời hôm nay là... Ok, gọi đồ nhá. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ ăn một món mà rất signature ở đây mà Lâm bảo là nhất định phải ăn thử, đấy chính là cơm đùi gà sốt chua ngọt. Trời ơi, như ngoài hàng luôn, thấy đủ tiêu chí không? Nhưng mà sao bắt phở này lại có hành? Mày có dặn người ta là không hành đâu.
Người ta phải tự hiểu ý chứ, hoặc là mày phải nhắc hộ tao chứ. Thì mày phải mẹ em. Ui. Sao ăn phở ngon không? Tao có thể vào net đăng ký một cái tài khoản ở đây chỉ để ăn phở gà được không? Ngon à? Ngon vãi luôn, nước ngon. Cho mượn. Ui, nó ngọt nhỉ? Nói cái gì đi? Ngon vãi. Không phải là cái kiểu quá ngọt quá đậm đâu, mà nó đúng kiểu ngọt thanh thanh của phở gà ấy. Thịt gà thì mình thấy là có vẻ để hơi lâu rồi, nhưng mà riêng về phần da gà ăn rất tuyệt vời. Giòn, ngon. Nhưng mà mình nghĩ là để lâu nhưng mà cũng không đến mức mà nó không ngon hay là bị cứng đâu. Nhưng mà nói chung là mình thấy ăn cũng được. Nhưng mà điểm cộng lớn nhất của nó là nước phở. Với cả là rất nhiều ấy. Một bát này rất to luôn ấy, mình nghĩ ăn cái này xong no đến tối luôn. 40.000 đúng nhỉ? Ừ, 40.000. 40.000 như này kể cả ngoài quán phở bình thường để được cái chất lượng như thế này cũng là rất khó ấy. Mà đây chỉ ăn phở thôi được không? À thôi, nhưng cậu ăn cái đây. Chả vị này người ta bỏ thêm cái gì nhỉ? Sụn sụn ấy. Ăn nó cứ giòn giòn, không sật 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 sật. Vui mồm phết. Chả vị này cũng khó nói nhỉ? Về cái kết cấu của cái này thì nó vẫn sẽ là kiểu giò sống này, xong là cả thịt vịt với cả mấy cái sụn sụn nó cứ băm vào nữa ấy. Ừ, đây, mọi người xem. Đó, nó sẽ có một ít thịt vịt thôi và rất nhiều sụn mà có cả tiêu, nên có cảm giác ăn nó vừa mặn, nó vừa ngọt. Xong rồi nó lại cay cay. Nó có cái sốt sốt gì như thế này nữa này. Ừ, nhưng mà nên là nó cảm giác nó khá là ngọt đấy. Nên mình nghĩ là nếu mà ăn nó cũng hay. Nhưng mà để mà ăn quá nhiều thì lại sợ ngấy. Chúng mình sẽ chuyển qua món cuối cùng, món mà Lâm bảo signature của quán. Cơm gà sốt chua ngọt. Đúng vậy. Cái sốt này trông có vẻ ok đấy, keo keo, xong rồi có ngô này. Hành tây à? Hành tây này, ớt chua này. Được đấy. Rồi, đây. Sốt rất ngon. Ngấm hết vào cả thịt gà, thịt bên trong cũng tâm đắc quá nhỉ? Đồng ý mà. Ngấm cả vào miếng thịt gà bên trong nên ăn không sợ bị chỗ thì mặn, chỗ thì nhạt. Tuy nhiên thì có một cái phần gà bên viền ấy nó bị khô. À, chiên mà, thế là những cái nào mà tiếp xúc với dầu nhiều thời gian thì nó sẽ khô hơn. Nhưng nó bị khô kiểu khô quắt vào ấy. Ăn ở trong thì vẫn còn mềm mỏng không sao nhá, nhưng đây là một miếng đùi thì nó không nên bị khô quá như thế. Ok. À, mình nghĩ là lần sau mình sẽ bảo ạ. Có thể là nhờ các anh chiên nhỏ lửa thôi. Nhờ các anh chiên nhanh lên. Hơi lâu của nó sẽ vừa nhỏ quá. Vừa ok. Nhưng mà sốt này ngon nha các sốt bạn. Sốt này ngon. Với cả là nãy không nói cơm rang nó có cái nộm này ăn cực kỳ hợp luôn ấy. Nộm này không bị ra nước mà giòn mà chống ngấy tốt. Ngon, thật sự là nộm này ngon này. Chống ngấy tốt như kiểu là nó đang review điện thoại xong bảo đây điện thoại này tính năng chống ngấy tốt. Em khó chịu quá. Em nước nó cũng ngon đấy. Khó chịu đấy nhỉ? Để dừng ăn làm hơi á, thực ra làm hơi rồi. Được không bạn? Của tôi ngon vãi. Sô-cô-la không bị ngọt quá, nó vẫn hơi đắng một tí. Cái này cũng không bị ngọt quá đâu, mà quất nó kiểu thơm thôi chứ không phải không mang cho mình cái cảm giác chua gắt. Khó chịu ấy nhỉ? Khó chịu thế? Không có chịu ăn ngon, uống ngon thì phải còn dễ chịu chứ. Nhưng đi net xong mọi người lại bảo là đây đến review quán net hay review quán nhà hàng? Rồi, coi như là phần review food vừa rồi thì cũng là tổng kết cho video review Cyber Game Game X Thái Thịnh ngày hôm nay. Anh em cảm thấy sao về Cyber Game có chất lượng đồ ăn rất cao này thì cùng comment chia sẻ ở phía dưới nhá. Còn nếu như anh em muốn mình check Cyber Game lần tiếp theo ấy thì cùng comment ở phía dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Đi về thôi. Đang định đi về thì thấy quả vòi này xịn vãi. Bạn nhìn này, nhà vệ sinh, gương đèn đầy đủ, máy lấy giấy này xong là hình như còn có máy sấy tay cơ. Nhưng mà nhìn cái vòi nước này. Đấy. À, ấn nước ở đây đúng không? Xời, trông chất nghệ đừng hỏi. Đấy. Rửa tay xong nhá, gương có cả đèn. Đấy. Xời, cây cối nước rửa tay đầy đủ, xịn xò ra phết chứ đùa. Thế nhá.